giao thông thuận lợi sẽ là điều kiện góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Thế nhưng thời gian qua, cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã quá tải, không đáp ứng đủ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, thường xuyên bị kẹt xe kéo dài. Có khi các phương tiện đi qua cầu phải chờ đợi mất rất nhiều giờ đồng hồ. Và cầu Rạch Miễu 2 sẽ kỳ vọng giải quyết được vấn đề trên. Hiện nay thì chủ đầu tư và các nhà thầu đang quyết liệt thi công ngày đêm để sớm đưa dự án trọng điểm này về đích đúng tiến độ. Hai trụ chính dây dăng P19 và P20 của cầu Rạch Miễu 2 đang được hoàn thiện. Toàn bộ thân trụ neo P21 và P18 đã hoàn thành. Mỗi ngày, hàng trăm công nhân và kỹ sư luôn miệt mài thi công tại đây. Tiến độ phần cầu chính đã vượt kế hoạch hơn 2 tháng. Quyết tâm ngày đêm, cả ngày cả đêm, 8 tiếng và 8 tiếng rưỡi một ca. Đấy, nắng, mưa thì cũng đều lúc nào cũng hoạt động hết, không lúc nào nghỉ. Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng, được khởi công trong tháng 3 năm 2022. Đến nay, đã hoàn thành gần 49% tiến độ. Ngoài phần cầu chính, dự án còn có 5 cầu nhỏ khác. Hiện tại, 7 trên 5 cầu này đã hoàn thành. Dự kiến trong tháng 8 năm nay, bó cáp dây dăng đầu tiên sẽ được căng lên trên cầu chính. Được đạt được cái tiến độ thi công này thì ngay từ lúc ký kết hợp đồng thì nhà thầu đã huy động những cái lực lượng tinh nhuệ nhất của liên danh đến để làm, thì với phương châm giống như thủ tướng nói là vượt nắng thắng mưa, cố gắng là đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án về đích. Hiện các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành 70% tiến độ toàn bộ dự án trong năm 2024, hoàn thành các phần đường và cầu nhỏ ở hai bờ Tiền Giang và Bến Tre cũng trong năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.